Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm online, tên phần mềm là hình thức trắc nghiệm chấm viên. Phần mềm này hỗ trợ các bạn ôn tập dự tuyển công chức viên chức nâng ngành công chức, học câu hỏi trắc nghiệm và các phương án trả lời. Các môn ôn tập ở vòng 1 phần kiến thức chung, tiếng Anh và tin học theo hình thức trắc nghiệm. Vòng 2 hỗ trợ các bạn phần câu hỏi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành. Các bạn có nhu cầu kết nối Zalo với thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại 0912 595654 hoặc 0943-078-123. hôm nay tôi giới thiệu với các bạn học câu hỏi trắc nghiệm cho quyết định số 48 năm 2025 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ủy ban chứng khoán nhà nước các bạn dự tuyển công chức vào ủy ban chứng khoán nhà nước trực thuộc bộ tài chính có ôn tập cái tài liệu này thì phải học như thế nào các bạn đăng nhập phần mềm để, để có thể học câu hỏi trắc nghiệm cho tài liệu này à, như sau đó à, các bạn thấy này à, ví dụ như các bạn đọc câu hỏi số 1 là đâu là vị trí của ủy ban chứng khoán nhà nước có phương án a là ủy ban chứng khoán nhà nước là cơ quan trực thuộc bộ tài chính phương án b ủy ban chứng khoán nhà nước là cơ quan thuộc chính phủ phương án c ủy ban chứng khoán nhà nước là cơ quan trực thuộc bộ kế hoạch và đầu tư phương án D, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc cơ quan trực thuộc Bộ à, thuộc thuộc Quốc hội. Như vậy căn cứ vào đâu? căn cứ vào điều 1 thì cái vị trí của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đứng ở đâu? Nó là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính. Đó, cái vị trí này các bạn phải để ý cái vị trí. Thì các bạn căn cứ vào điều 1 thì các bạn kích chuột vào file. Các bạn tìm đến điều 1 để các bạn đọc cái điều 1 thì như vậy tại điều 1 nói là vị trí và chức năng thì câu hỏi à, trắc nghiệm sẽ phân rã ra làm hai ý ý thứ nhất là hỏi về vị trí à, vị trí ý thứ hai hỏi về chức năng thì chúng ta tách cái khoản 1 này ra nó làm hai phần như vậy ủy ban chứng khoán nhà nước là cơ quan trực thuộc bộ tài chính đó, các bạn phải để ý là trực thuộc đâu trực thuộc bộ tài chính khẳng định cái vị trí của nó là trực thuộc bộ tài chính đó thì như vậy các bạn chọn phương án A là đúng rồi. Thì sau đó các bạn sẽ à, học câu tiếp theo là đâu là chức năng của Ủy ban chứng khoán nhà nước? Thì à, chức năng của nó cũng căn cứ vào điều 1. Thì chúng ta đọc tài liệu thì nó trôi tuột nhưng chúng ta đọc câu hỏi trắc nghiệm thì nó phân giá ra làm nhiều ý thì chúng ta đọc chúng ta sẽ rõ. À, nhất là cái câu hỏi về à, chức năng này thì nó rất dài. Cho nên các bạn phương pháp làm loại câu này thì các bạn phải chú ý là chúng ta tìm phần mềm hướng dẫn các bạn căn cứ điều một các bạn phải học khi đang học ở nhà thì các bạn phải so sánh phương án đúng và phương án sai để các bạn tìm ra cái cụm từ à, thừa thiếu à, so với phương án đúng thì đến khi kỳ thi chính thức diễn ra mà rơi vào loại câu này các bạn thấy mỗi một phương án rất dài thì các bạn phải liếc nhanh tìm xem phương án nào nó thừa thiếu Đó. thí dụ như là phương án À, chúng ta đều thấy xuất phát tham mưu à, giúp chính phủ thì phương án c lại tham mưu giúp à, bộ trưởng bộ tài chính thì câu thì cái này nó sai đó thế rồi. rồi lại là theo quy định của quốc hội thì ở đây là theo quy định của pháp luật đó thì các bạn à, so sánh là tham mưu giúp chính phủ thì là nó sai đây này đó các bạn phải để ý đây là nó sai phải giúp bộ trưởng bộ tài chính còn phương án c lại giúp bộ trưởng bộ tài chính nhưng mà là gì là theo quy định của quốc hội thì nó sai cái này là theo quy định của pháp luật đó các bạn thấy phương án a các bạn so sánh của điều một thì đúng rồi phương án b các bạn sẽ biết vì sao sai vì tham mưu giúp chính phủ mà trong phương án đúng là giúp bộ trưởng bộ tài chính đó thì chúng ta để ý cái câu này đó hay là ở đây có thể sửa thành là giúp thủ tướng chính phủ thì các bạn thấy nó phải sai đó thủ tướng chính phủ vì vì sao? vì nội dung của nó là tham mưu giúp bộ trưởng bộ tài chính mới đúng. Đó, phương án C các bạn tìm những cái cụm từ này sai chẳng hạn. đó chỉ cần là à, sai khác một vài từ là nội dung chức chức năng nó sai mà. Phương án C là giúp bộ trưởng bộ tài chính thì đúng nhưng nó để sai là theo theo quy định của quốc hội. đó nó lại sai cái cụm từ đó. À, phương án C, cái phương án D thì các bạn thấy chúng ta so sánh phương án đúng thì chúng ta thấy là À, tham mưu giúp à, chính phủ này đó thì nó nó lại cũng không đúng này đúng không này? đó các bạn để ý ở đây chúng ta chú ý theo các cái cụm từ hay là ở đây là giúp quốc hội chẳng hạn đó để các bạn thấy là thay đổi các từ này thì nó nó sai à, về ý nghĩa à, chức năng ngay đó, tôi giảng lại câu này để các bạn biết là khi chúng ta gặp loại câu đâu là chức năng của ủy ban chứng khoán nhà nước thì các bạn soi vào điều 1 thì các bạn tìm ra được phương án đúng. Sau đó các bạn soi phương án B vì sao nó lại sai? Vì ở đây là giúp bộ tài chính thì cái cụm từ ở đây là giúp thủ tướng chính phủ thì nó sai. Phương án C vì sao sai? Thì ở đây chúng ta thấy phương án đúng là theo quy định của pháp luật thì ở đây là theo quy định của quốc hội. Đó, để phương án C nó sai. Phương án D vì sao lại sai? lại tham mưu giúp quốc hội. Đó đây là giúp bộ trưởng bộ tài chính. Đó thì các bạn để ý thì phương pháp làm loại câu này thì thường là thông thường các phương án cái bảy như vậy để các bạn chú ý cái cái loại câu mà hỏi về chức năng. À, sau đó các bạn thấy là à, vẫn câu vẫn trong điều một thì à, các bạn thấy là à, Phải hỏi chung chung đâu là phương án đúng câu 3 đâu là phương án đúng tức là phương án nào có nội dung đúng như trong à, trong trong điều 1 đó thì đó là ủy ban chứng khoán nhà nước có tư cách pháp nhân quân dấu hình quốc huy à, được mở tại kho bạc nhà nước có trụ sở tại thành phố hà nội thì các bạn căn cứ vào đấy các bạn soi vào à, điều 1 khoản 2 là nói như vậy là đúng đấy, đấy. À, các bạn kia chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ Nốt điều khiển cửa sổ nhấn nút trái thì nó thu nhỏ các bạn chỉ mới tên chuột và nhấn nó trái nó lại mở lên đối với Windows nó nằm bên góc tay phải trên cùng màn hình các bạn vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa học tài liệu là nó như vậy này à, thế thì vì sao phương án A lại sai thì các bạn cần so, khi đang học để chúng ta so sánh này ủy ban chứng khoán nhà nước có tư cách pháp nhân có quân dấu hình tròn à, như vậy là sai cái chỗ hình này, hình tròn là không đúng này vậy phương án A là có cái nó sai phương án B vì sao sai Ủy ban chứng khoán nhà nước có tư cách pháp nhân và con dấu hình sao, như vậy nó sai. Đó, phải hình Cúc huy. Phương án C, Ủy ban chứng khoán nhà nước có tư cách pháp nhân quân dấu hình quốc huy, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước, đúng đấy. Có trụ sở tại kho Hà Nội đúng đấy và thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn để ý có chữ và thành phố Hồ Chí Minh là cái cụm từ này nó thừa uh, so với uh, trong điều điều 1. Như vậy B C Z bcg thì có b, A, 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 b C, bcz thì có abc là nội dung phương án sai đó thì chúng ta đây hỏi đâu là nội dung phương án đúng thì khi đang học chúng ta tìm ra ba phương án có nội dung sai tìm ra một phương án có nội dung đúng à, khi à, kỳ thi chính thức diễn ra mà rơi vào cái loại câu này chúng ta đã chuẩn bị luyện kỹ năng kỳ ảo nhà rồi thì chúng ta liếc một phát ăn ngay đó để các bạn phải chuẩn bị nữa. À, chúng ta phải học À, câu hỏi theo cái 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 chuẩn bị cẩn thận ở nhà là nó như vậy à, giới thiệu với các bạn như vậy rồi các loại câu à, hỏi về à, nhiệm vụ quyền hạn của ủy ban chứng khoán nhà nước thì thí dụ như các bạn hỏi là đến cái loại ở à, đâu là phương án sai về nhiệm vụ quyền hạn của ủy ban chứng khoán nhà nước thì loại câu này chúng ta tìm ra ba phương án có nội dung đúng về nhiệm vụ quyền hạn của ủy ban chứng khoán nhà nước suy ra phương án còn lại có nội dung sai. À, à, chúng ta đang học là chúng ta tìm ba cái đúng này. thí dụ như b c d là nội dung đúng như trong um, điều hai, thì chúng ta chú ý cái thẩm quyền, này, nhiệm vụ quyền hạn mà quyền mà, thẩm quyền quyết định thẩm quyền trình à, ai quyết định. Đó, ví dụ như đây b là ban hành vân vân đây thì đúng rồi. c là tổ chức thực hiện đúng rồi. Thì d là tuyên truyền đây đúng rồi. thế thì vì sao phương án a ở đây là sai Quyết định kế hoạch phát triển thị trường chứng khoán hàng năm Thì à, à, chúng ta kích chuột vào file căn cứ điều 2 Thì chúng ta di chuyển con trỏ xuống Chúng ta tìm thấy điều 2 Thì ở đây à, Chúng ta thấy là tài khoản 2 Là thẩm quyền của Ủy ban chứng khoán nhà nước Là trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét quyết định Chứ không phải là thẩm quyền của Ủy ban chứng khoán nhà nước quyết định được Mà phải trình Trình ai để quyết định Trình bộ trưởng bộ tài chính để quyết định thế thì điểm b kế hoạch phát triển thị trường chứng khoán nhà nước hàng năm thì đây là à, thẩm quyền của ủy ban chứng khoán nhà nước trình à, bộ trưởng bộ tài chính xem xét quyết định chứ không phải là ủy ban à, chứng khoán nhà nước quyết định được kế hoạch phát triển thị trường chứng khoán hàng năm đó khi học về nhiệm vụ quyền hạn thì các bạn phải chú ý như vậy cho à, nên câu hỏi à, của à, các thật, của thầy đưa ra là luôn luôn À, để hướng đến các bạn học phải hiểu nội dung, à, hiểu nội dung ở đây là nhiệm vụ của anh, à, quyền hạn của anh, ấy. À, nhiệm vụ quyền hạn đến đâu, đó thì các bạn thấy là phải hiểu được nội dung và có phương pháp tư duy à, giờ áp dụng vào kiến thức thực tiễn để các bạn làm. À, vì à, kỳ thi mà phải phân loại được học viên, đó phải phân loại, phải phân loại đây là các ý để gây bẫy cho học viên để chúng ta phân loại được những học viên học kỹ, học cẩn thận, hiểu được nội dung thì mới làm được. Đó, các bạn thấy không đấy. Chứ nếu các bạn chỉ học uh, loại câu hỏi mà không phân loại được học viên thì kỳ thi chính thức diễn ra dễ bị rớt lắm. Cho nên uh, câu hỏi này các bạn thấy tuyệt vời không đấy? Có tuyệt vời. Hệ thống câu hỏi thầy nêu ra là hệ thống câu hỏi mang tính chất phân loại học viên. Rồi đến đây các bạn thấy đâu là phương án đúng về nhiệm vụ, quyền hạn của văn chức nhà nước căn cứ điều 2 thì ở đây là hỏi về nội dung đúng về nhiệm vụ quyền hạn của ban chứng quan nhà nước thì các bạn tìm ra được một phương án có nội dung đúng ba phương án có nội dung sai à, vì sao nó lại sai để các bạn học ở nhà các bạn phải học để hiểu này phương án A ở đây là có nội dung đúng rồi cấp và gia hạn đình chỉ thu hồi giấy phép chứng chỉ hành nghề và giấy chứng nhận vân vân thế thì vì sao phương án B thì nó lại là sai à, các bạn thấy là hướng dẫn thanh tra giám sát xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại tố cáo à, trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán thì ở đây các bạn vẫn phải chú ý cái thẩm quyền chủ trì phối hợp, chỉ đạo hướng dẫn hay là thực hiện đó. Thì các bạn phải chú ý cái cụm từ này là nó thể hiện cái thẩm quyền rồi à, nó thể hiện cái nhiệm vụ. Thì các bạn lại kích chuột vào file thì các bạn tìm thấy là vì sao nó lại cái cái cái, cái phương án đó nó lại sai. À, để các bạn à, nắm được, à, để các bạn à, từ đó các bạn thấy này tại à, à, khoản 8 điều 2 thanh tra giám sát xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại à, tố cáo trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán thì ở đây là nhiệm vụ thanh tra giám sát mà phương án B ở đây lại nói là hướng dẫn thanh tra à, nó nó khác nhau à, hướng dẫn thanh tra giám sát đó. thì cái chức năng nhiệm vụ quyền hạn nó nó khác nhau rồi đó thì các bạn phương án C là chỉ đạo công tác thống kê v.v. thì các bạn vì sao phương án C nó lại sai đó thì các bạn cũng phải soi vào à, điều hai đó để các bạn thấy à, vì sao nó lại nó nó lại sai thì chúng ta tìm à, đến cái cụm từ mà à, nó à, được thay à, phương án gây bẫy để các bạn học để các bạn nắm được à, vì sao nó 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 lại sai như thế để các để các bạn nắm đó rất tuyệt vời đúng không này các bạn cứ tìm như vậy để các bạn soi 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 để các bạn tìm ra được cái cụm từ vì sao nó sai hai khoản chín này nhiệm vụ của anh là thực hiện thực hiện công tác thống kê dự báo vân vân đó nhưng mà phương án c ở đây là chỉ đạo đó nhiệm vụ anh thực hiện và đây là thành là chỉ đạo công tác thống kê là nó sai rồi này. để các bạn thấy không này đó chỉ đạo À, thế thì phương án d vì sao lại sai là thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn khác do thủ tướng chính phủ giao và theo quy định của pháp luật thì vì sao phương án d nó lại sai thì các bạn soi vào uh, điều 2 để các bạn tìm đến uh, cái khoản uh, cái khoản uh, uh, khoản 17 là thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do bộ trưởng bộ tài chính giao theo quy định của pháp luật mà phương án d ở đây lại nói là do thủ tướng chính phủ ra. Đó, các bạn thấy nó sai này. Thì loại câu hỏi trắc nghiệm mang tính chất phân loại học viên về điều 2 là nhiệm vụ và quyền hạn. Rất tuyệt vời. Các bạn thấy này, thầy giáo sẽ lướt cho các bạn đăng nhập phần mềm để học loại câu loại câu hỏi này. thí à, dụ như là à, về điều 3 thì các bạn chú ý loại câu à, trắc nghiệm mang tính chất số lượng thì không nói thì cái loại câu mà các bạn phải nắm được đâu là đơn vị Đâu là tổ chức hành chính Đâu là tổ chức đơn vị sự nghiệp Ví dụ như là cơ cấu tổ chức nào Của Ủy ban chức quan nhà nước có đại diện Tại thành phố Hồ Chí Minh Thì các bạn thấy là vì sao lại văn phòng Các bạn kích chuột các bạn tìm đến điều 3 Thì các bạn thấy cơ cấu tổ chức Có một khoảng 11 là văn phòng Có đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh Đấy, thì có mỗi văn phòng thôi. À, thì các bạn nhớ là văn phòng thì là có đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì các tổ chức khác không có. Đó. À. Hay là à, hỏi là đâu là tổ chức đơn vị sự nghiệp của ban chứng quan nhà nước? Thì phương án A là văn phòng, phương án B là thanh tra, phương án C là cục à, công nghệ thông tin. Thì các bạn tìm ra ba phương án A, B, C là đơn vị hành chính của ủy ban chứng khoán nhà nước. Thì phương án D, tạp chí chứng khoán Là à, đơn vị sự nghiệp Đó, thì các bạn tìm đến điều 3 Thì các bạn thấy là à, Có 13 à, đơn vị Là hành chính là Tổ chức hành chính Còn hai đơn vị là tổ chức đơn vị sự nghiệp à, Của Ủy ban chứng khoán nhà nước Đó, thì các bạn thấy tuyệt vời không ạ Thế thì à, Sau đó các loại câu hỏi khác Mang tính chất phân loại học viên Để các bạn nhận diện Thí à, dụ như là câu câu tiếp theo là câu 17 này đâu là tổ chức đơn vị sự nghiệp quỹ ban chứng khoán nhà nước thì phương án a là văn văn phòng à, trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo à, chứng khoán như vậy phương án a nó có hai giá trị thì để có một à, giá trị à, sai à, cho nên nó là phương án sai à, phương án có nhiều giá trị thì có ít nhất một giá trị nó sai là nó sai à, phương án đúng là con là có tất cả các giá trị đều đúng phương án b thanh tra giá trị thứ hai là tạp chí chứng khoán thì thanh tra là đơn vị hành chính, Đấy, cho nên phương án B có một giá trị sai thì nó sai. Phương án C cục công nghệ thông tin à, tạp chí chứng khoán thì có một giá trị à, công cục công nghệ thông tin là đơn vị hành chính, đó, cho nên phương án A, B, C có ít nhất một giá trị sai, nó là các phương án sai. Phương án C cả hai giá trị đều đúng, đó là tạp chí chứng khoán à, trung tâm nghiên cứu khoa học và và đào tạo chứng khoán thì cả hai giá trị này đều đúng thì nó là phương án đúng à, cho câu hỏi này vì hỏi là đâu là tổ chức đơn vị sự nghiệp quỹ ban chứng khoán nhà nước mà thì cả hai giá trị đều đúng đó thì các bạn thấy tuyệt vời không ạ thế còn đến cái loại câu hỏi khác là hỏi về thẩm quyền à, thẩm quyền chẳng hạn thì các bạn thấy là về mặt thẩm quyền thì à, thầy đưa ra các câu hỏi để các bạn thấy ví dụ như là à, phó chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước do ai có thẩm quyền bổ nhiệm miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật phương án a bộ trưởng bộ tài chính phương án b thủ tướng chính phủ phương án c chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước phương án d bộ trưởng bộ nội vụ thế thì vì sao lại chọn phương án a bộ trưởng bộ nội vụ là người có thẩm quyền bổ nhiệm miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật về chức phó chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước thì ở đây căn cứ điều 4 thì các bạn này kích chuột vào file. Các bạn tìm đến điều 4, à, các bạn tìm đến điều 4 à, để các bạn nắm thì tài khoản 2 là chủ tịch Phó chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật. Thì các bạn để ý cả hai cái chức này, chủ tịch và phó chủ tịch thì đều do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức. Đó. thì các bạn phải nắm được như vậy. Vì câu này nếu các bạn không học kỹ các bạn lầm tưởng là phó chủ tịch là do chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước bổ nhiệm là không phải. Đó. Vì sao nó như vậy thì các bạn phải soi kỹ là như vậy. Các câu hỏi trắc nghiệm mang tính chất là phân loại mà. Hay là câu hỏi này, đâu là phương án có nội dung sai? Đó. Thì chúng ta thấy là bốn à, phương án thì có ba phương án phải có nội dung đúng thì chúng ta thấy phương án B Ủy ban chứng khoán nhà nước có chủ tịch và không có 3 phó chủ tịch vì sao phương án này lại đúng à, chúng ta lại căn cứ điều 4 khoản 1 Ủy ban chứng khoán nhà nước có chủ tịch và không có 3 phó chủ tịch đó là nội dung đúng đấy à, vì sao phương án C Ủy ban chứng khoán nhà nước có một tổng cục đó à, thì à, là à, có à, là có không tổng cục hay là ở đây chúng ta gọi ủy ban nhà nước không có tổng cục đó à, không có tổng cục thì là nội dung phương án đúng ủy ban chứng quan nhà nước à, có 13 vụ thì đây là nội dung đúng đó chúng ta tìm ra một cái sai mà chúng ta tìm ra ba cái đúng à, đó là ủy ban chứng quan nhà nước không có tổng cục ủy ban chứng quan nhà nước có ha, có 13 vụ có 13 tổ chức hành chính à, chứ không phải vụ nhé có 13 tổ chức hành chính đó là là đúng đấy, là tổ chức hành chính à, có hai à, hai tổ chức đơn vị sự nghiệp đó tổng số là 15 mà à, nó không nó nó không có tổng cục hoặc là các bạn có thể, thể thay cái câu hỏi này là có hai đơn vị sự nghiệp mà. đó nó không có tổng cục thì cũng cũng là một mệnh đề sai à, thế còn à, có à, À, có à, ủy ban chứng khoán nhà nước mà không có tổng cục thì nó là mình để đúng thì bây giờ thầy lại thay thành ủy ban chứng khoán nhà nước à, có hai đơn vị sự nghiệp đó thì nó lại cũng đúng là các bạn thấy không đấy có hai đơn vị sự nghiệp công lập đó cho nên cái loại câu hỏi trắc nghiệm mà đâu là nội dung phương án sai thì các bạn luôn luôn nghĩ là phải tìm ra được ba phương án có nội dung đúng khi học như vậy thì vì sao ủy ban chứng khoán nhà nước có chủ tịch và không có bốn phó chủ tịch là nội dung sai à, vì ủy ban chứng khoán nhà nước có chủ tịch và không có ba phó chủ tịch là căn cứ vào điều 4 rồi à, các bạn vừa soi này còn ủy ban chứng khoán nhà nước có hai đơn vị sự nghiệp thì căn cứ điều 3 rồi ủy ban chứng khoán nhà nước có 13 tổ chức hành chính thì căn cứ vào điều 3 đó thì các bạn có thể liếc lại để để các bạn xem đây Ủy ban chứng khoán nhà nước có chủ tịch và không có ba phó chủ tịch là căn cứ điều 4 à, là nội dung đúng đấy. Thì ở đây có 13 đơn vị à, tổ chức hành chính thì ở đây là các tổ chức từ khoản 1 đến khoản 13 là tổ chức hành chính đó. Rồi khoản 14 15 là à, đơn vị sự nghiệp đó. Thì đều nội dung đúng. Thì các bạn để ý cái loại câu hỏi ở đâu là phương án có nội dung sai hay là khẳng định phương án sai. Đó thì ở đâu? Thì cái cách, cách hỏi này, đâu là phương án có nội dung sai, khẳng định phương án sai hay là chọn phương án sai thì nó đều như vậy. Thì các bạn luôn luôn nghĩ là phải tìm ra ba cái đúng. Thì còn lại là một cái nội dung sai. À, khi học ở nhà này, khi mà à, các bạn à, đã luyện kỹ trên phần mềm của thầy rồi thì khi thi chính thức diễn ra thì các bạn lướt và phát tìm ra được ngay một cái nội dung đúng. Đó thầy vừa làm thầy vừa À, sửa cho các em hiểu được là vì sao chúng ta cứ thay đổi các phương án đúng ba phương án đều đúng thì giữ nguyên phương án sai thì chúng ta có một câu hỏi mới rồi cách thứ hai là chúng ta giữ nguyên ba phương án có nội dung đúng chúng ta thay một phương án có nội dung sai thì nó lại trở thành một câu hỏi khác như vậy chúng ta có thể chế tác được hàng loạt câu hỏi trắc nghiệm ở dưới dạng này vì vậy các bạn không chạy show đi tìm câu hỏi trắc nghiệm để học được à, thầy giáo minh họa như vậy để, để cho các bạn thấy là chúng ta học phải hiểu nội dung à, và làm được câu hỏi trắc nghiệm mang tính chất phân loại học viên thì là kỳ thi chính thức diễn ra thì ra đề cứ gì các bạn cũng làm được và các bạn học để có kiến thức vượt qua kỳ thi các bạn học để có kiến thức à, chúng ta à, khi làm việc chúng tuyển rồi chúng ta làm việc tốt hơn đó với là cái mục đích chính à, để học phần mềm của thầy hoàn toàn đáp ứng được điều đó à, các bạn xem video của thầy hay và bổ ích nếu chưa chạm tay vào nút đăng ký trên YouTube thì hôm nay hãy chạm tay vào nút đăng ký để nhận được à, tiện ích là xem video bài giảng theo từng mục và có video bài giảng mới các bạn nhận được sớm nhất à, chúc các bạn thành công